hết menu đây nè. Ô da. Im mà. Mà đi, chị bắt ra. Come Sean. À, em Ki hả? Xong công việc của em Ki rồi. Chợ đi. Kêu A đi đây nè. Mua 2 chiếc bưởi. $5. Nấm nâu này thì nó ngon hơn là nấm trắng. Xe ra cho bạn là mini. Bông cải xanh, bông cải trắng. Đúng coi. Này hả? Này đó xíu. À, aubergine. Ừ. Thế sẽ cho mấy cái đẹp chứ. Con vịt mẹ hả? 10 đồng con. 3 đồng 99 ký. Vịt con nó là hơn 2 ký à. Hơn 2 ký. Nê đó hiên tình lòng. Bánh này là mấy cái bánh này là hả cho hả vai nặng tình. Nê. Yeah. Bánh này là bánh quế. Nhà bánh này Lena thích ăn nè. Yeah. Noel này nó thích ăn nè bên đây. Thấy dễ thương quá ha. 10 đồng mà nó giảm còn có 5 đồng mà. Hay là cái này cũng dễ thương. Cái này á bằng mũ hay gì á. Mấy cái bình trà. Mấy
cái bình trà. Đây là mấy cái. Wow, lá vàng lá đỏ đẹp quá nè cả nhà ơi. Lá vàng lá đỏ đẹp quá. Rồi Lena đâu rồi? Máy bay kìa. Lá vàng lá đỏ. Hello cả nhà, xin chào cả nhà. Hello cả nhà, xin chào cả nhà. Hơi cho em xin biết bây giờ đây. Đây là hả cái trái lên anh nói mình quên hoài, lên anh làm một cái thanh long. Lên anh nó nói tiếng Đức rồi mình quên. Bây giờ mình gọt ăn nha. Để xuống đất đi mới mà gọt cho Lena ăn thử nè. In kindergarten habe ich das früher gegessen. Ja. Ich wusste, dass das so aussieht. Mắc luôn gần chết luôn nha nè, mua hả? Ich wusste, dass das so. Đi về Việt Nam ba cái này nó rẻ lắm. Aber das ist eine graue Farbe, ne? Nicht weiß. So. Ja. Kann man das Kuchen hier auch essen? Xin mời cả nhà cùng ăn. Lên không mời cả nhà ăn, như chân lên ăn trước rồi. Dạ. Yeah. Xin mời cả nhà cùng ăn. Mình đọc cá này. Ngọt. Ngọt đó chứ. Süß mà nó schmeckt gar nicht. Ngọt, ngọt ngon chứ. Ngon. Magst du das? Oder nicht so gerne? Doch, lecker. Ja? Einfach so, alle her. Lecker? Ăn gì đó, ăn luôn nha. Auch das pinke hier. Ngọt á, ngon. Lên ăn nữa không? Cho lên ra phần nửa đây nữa nha. Còn cái trái kia để dành ngày mai ăn. Gì đâu mà mắc quá, chừng mắc hả? Ở Việt Nam mình, dạ. Ở Việt Nam mình này rẻ thế màu ha. Mà này ở đây mắc quá. Nhưng mà này á, lâu lâu á, ở có mấy cái tiệm kia á, lâu lâu ở có cái tiệm khác á, tiệm Netto á, nó bán rẻ hơn. Nó để lại này của Việt Nam luôn á nha. Nhập Việt Nam luôn á. Nó bán có đồng 99 trái ở Netto mà lâu lâu có đợt nó mới có. Còn bây giờ muốn ăn mà mua vậy thì mắc. Còn trái này để ngày mai ăn ha. Ngọt chứ, ngon. Ngon à, ha, ngon ha. Ngọt. Vậy đó, mở vậy đó, ok. Mua một trái này hả, gì đâu mà bằng cái sầu riêng. Drei Stück davon kann ich eine Stimme kaufen. Drei Stück ist ja so groß. Aber die ist so klein. Nhưng mà ăn cái này á, thì ăn thanh long này thì Lena ăn chung được. Còn không ơi hô thiếu rồi nói gì. Ăn cái này thì Lena ăn chung được chứ mà mình ăn sầu riêng là Lena bệnh lỗ mũi, Lena chạy mất tiêu rồi. Lena nói thúi quá. Nên ăn sầu riêng là thúi quá. Ich schau dir mal weg. Ich gehe dann immer woanders hin. Wenn Lena mal thấy gesehen hat, sofort verstecken. Aber stimmt. Hallo, ich habe schon gesagt, für mich Käse ausstinken. Das aber ist normal. Käse riecht nicht so wie die stinkende Frau. Ja, das ist andere. Für mich Käse stinkt genauso wie du merken, diese Frau. Das ist ja schlimm. Aber jetzt kriegst du Käse. Lena ăn vậy là chưa có được nửa trái đâu, mình ăn hơn nửa trái chút. Nhưng mà tính là cũng mỗi người nửa trái. Còn trái đó ngày mai cho Lena ăn. Ừ.
đó. Nè. Morgen für dich dann. Allein. Rồi, con hết rồi đó. Ngon ha. Ngọt. Rồi, lau tay đi. Mình chỉ cho cả nhà xem cái trái này vậy thôi, mắc thấy mồ luôn nè. Mua ở đây nè, Việt Nam mình mấy cái thanh long này rẻ thấy mồ, ở đây mắc. Nhưng mà nếu mà mình có đợt mình mua thì nó rẻ có 2 đồng một trái thôi. Rồi vậy thì thôi, mình hả tạm dừng video tại đây. Xin chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà lần sau. Cheers.